Bức thư thứ 501. Biết nhường bước là người thông minh. Như vậy có thể nắm trong tay quyền chủ động quyết định hướng đi của sự việc. Trong cuộc chiến giành tình cảm, thắng về thể diện lại thua về tình. Người cố sống chế tranh giành đều trở thành kẻ cô độc. Khom lưng cúi mình không phải để nhận sai, mà chỉ vì muốn gom nhặt hạnh phúc đã mất.